Ok, chào các bạn. Các thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video tủ sâu chuyên đề về mệnh đề trạng ngữ. Bạn thân mến, ở trong đề thi của bộ, nhờ cô để ý thấy là đề thi các năm về chuyên đề mệnh đề trạng ngữ như này, thì về cơ bản là bộ sẽ không thể làm khó chúng ta. Vì vậy mà với cái phần chuyên đề về mệnh đề trạng ngữ, bạn chỉ cần quan tâm cho cô hai vấn đề như thứ hai vấn đề như sau. Khi em nhìn thấy cái câu về kiến thức về mệnh đề trạng ngữ như này, Em sẽ quan tâm đầu tiên Đó là em sẽ quan tâm cho cô về sự phối thì nhá. Quan tâm về sự phối thì Thì em sẽ phải nhớ đến cho cô Cái quy tắc như sau Đó là với mệnh đề trạng ngữ Chỉ thời gian nhớ, nhớ cho cô này Bài của chúng ta sẽ chỉ nhấn vào phần mệnh đề trạng ngữ chỉ gian thôi Và trong đề thi của bộ Cũng sẽ tập trung vào phần mệnh đề trạng ngữ chỉ gian thôi Thì em nhớ cô như sau này Đầu tiên em quan tâm về sự phối thì Và sự phối thì lại đó là Với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian Cô viết tắt nhá Nếu như đằng sau mệnh đề trạng ngữ ra này Cộng với chủ ngữ cộng với vấp chia hiện tại nhờ, Thì suy ra là hành động đấy chưa xảy ra Thế còn nếu như chủ ngữ cộng với vấp chia quá khứ Tức là hành động đấy đã xảy ra rồi Vậy thì cô sẽ có như sau chứ Để làm được câu này rất là đơn giản nhờ, Câu này có thể gọi là cái câu cực kỳ cực kỳ dễ luôn bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái động từ trong cái mệnh đề yeah, yeah. bạn sẽ lấy cho cô một cái động từ ở trong cái có sẵn trong câu để chúng ta xác định thì cô sẽ có như sau ở đây cô sẽ thấy là căn cứ bằng từ si là hiện tại yeah. căn cứ bằng áp đề trạng ngữ thời gian thì cô sẽ có là mệnh đề trạng ngữ thời gian mà chia hiện tại suy ra mà hành động ấy chưa xảy ra vậy nó không thể chia quá khứ được yeah. không thể chia quá khứ được vậy thì cô sẽ có như sau này với cái câu số 1 cô sẽ không chọn ý D Nhờ vậy cô sẽ chỉ còn ý A, ý B và ý C thôi Thì cô sẽ có như sau ấy Cô để dịch Nhờ gì cả Tôi sẽ báo với cho em về cái tin đó Ngay khi tôi gặp anh ấy Vậy thì với cái câu này của chúng ta Cô sẽ có là mệnh đề trạng ngữ chỉ gian Cộng với hiện tại tức là hành động chưa xảy ra Vậy nó sẽ thuộc về tương lai Nếu thuộc về tương lai thì cô sẽ chỉ có ý A của chúng ta Thỏa mãn Xong câu một chuyển cô sang câu số 2 Câu 2 dễ hơn này Câu số 2 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng anh sau Đây là mệnh đề trạng ngữ hiện gian đang chia thì tương lai đúng không ạ? Về bạn cô sẽ có Sorry Câu số 2 căn cứ cho cô bằng động từ chính của chúng ta chia thì tương lai Vậy suy ra là hành động ấy chưa xảy ra Hành động chưa xảy ra suy ra là Mệnh đề trạng ngữ chỉ gian của chúng ta không thể chia quá khứ được Thì cô đã bỏ được hai đáp án là A và C Nhớ Tuy nhiên cô bỏ cái ý đê nữa vì cô sẽ có từ là quá khứ của từ will Vậy cô sẽ chọn được câu này của chúng ta chỉ có thể là ý B mà thôi Xong câu số 2 chuyển qua sang câu số 3 Trở với câu số 3 chúng ta sẽ có như sau này. Chú ý cô bằng cái anh đó là anh let's go chúng ta hãy ở chưa? Chúng ta hãy đi ra ngoài ăn tối. Vậy thì cô sẽ thấy được là câu này mới là chỉ là câu rủ thôi, câu đề nghị, câu rủ thôi đúng không ạ? Tức là hành động chưa xảy ra. Hành động chưa xảy ra thì suy ra mệnh đề trạng người gian của cô không thể chia quá khứ được. Ý A, à, cô có mệnh đề trạng người gian của cô đang chia quá khứ hoàn thành, do đó ý A à, sai. Được chưa? Tiếp này cô sẽ có ý C của chúng ta, cô sẽ thấy được đó là từ Ồ, ừ, là quá khứ của vừa. Vậy thì ý C của cô cũng sai Vậy cô sẽ chỉ còn B và D Vậy em sẽ xét nghĩa câu này cho cô Sau khi chúng ta xét đến sự phối thì xong loại được phương án rồi Thì bắt đầu chúng ta sẽ xét nghĩa của câu Nhớ xét nghĩa tức là chúng ta phải dịch Thì cô sẽ có như sau để dịch là Chúng ta hãy đi Đúng không ạ? Chúng ta hãy đi ăn tối Chợ gì là khi mà bộ phim đấy kết thúc Hay là trước khi bộ phim kết thúc Vậy đương nhiên là phải xem phim xong rồi mới đi ăn tối Do đó câu 3 cô chọn được câu đấy sẽ là ý D sau câu 3 chuyển cô sang câu số 4. Nhờ yeah, câu số 4 này, cô căn cứ bằng make sure, đảm bảo rằng bạn đóng tất cả những cửa sổ. Vậy thì cô sẽ thấy là câu này chúng ta mới mang sắc thái nhé. Nhắc nhở, tức là hành động chưa xảy ra. Hành động chưa xảy ra, suy ra mệnh đề trạng ngữ thời gian cô không thể chia quá khứ được. Nên cô bỏ ý đề. Yeah, ý đề có cái từ left là quá khứ nhá. Yeah. Cô lại có một cái quy tắc nữa Đó là mệnh đề trạng ngữ thời gian của cô Không bao giờ chia thì tương lai đơn Nên là cô sẽ không bao giờ chia thì tương lai Vậy cô sẽ bỏ được ý B Vậy cô sẽ chỉ còn A và C dịch nghĩa câu này cho cô Chợ make sure đảm bảo rằng bạn đóng tất cả các cửa sổ Nhờ, yeah. Sau khi bạn đi Mà thứ nhất là cô lại có là You của chúng ta đầu từ và mình phải để nguyên chứ không thêm S Vậy kiểu gì nó cũng sai Do đó câu 4 cô chọn được A yeah. Nhờ, yeah. Đảm bảo rằng bạn đóng tất cả các cửa sổ trước khi bạn đi Xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5 với câu số 5 chúng ta sẽ có như sau ấy. Căn cứ cho cô bằng ăn thì Thì cô sẽ thấy là mệnh đề sau của cô sẽ được gọi là mệnh đề Mệnh đề cô sẽ còn gọi là mệnh đề trạng ngữ chỉ ra này Mệnh đề trạng ngữ chỉ ra mà chi hiện tại suy ra hành động đấy chưa xảy ra Hành động ấy chưa xảy ra thì không thể dùng chia quá khứ được Nên cô bỏ ý C trước đã Đúng không ạ Thế mẹ không có cái thì gì Mà lại chỉ có nó cộng với vấp nguyên dạng như này được Đúng không ạ Thì là động từ phải chia theo được, Cô sẽ có ở đây cô cần động từ chính là phải chia thì câu cơ Nên ý B của cô sai Vậy thì với câu này chúng ta sẽ dịch nhé Dịch là tôi sẽ không nói chuyện với Cho tới khi cô ấy xin lỗi về dịch như vậy thì cô sẽ chọn được câu 5 là ID Xong cô số 5 chuyển cô sang câu số 6 Trợ với câu số 6 em sẽ căn cứ cho cô bằng can ask Nhờ anh này cô sẽ là Bạn có thể xin tôi sự giúp đỡ Đúng không? Bạn có thể nhờ tôi giúp Vậy thì cô sẽ thấy được là cái câu này chúng ta là hành động chưa xảy ra đúng không? Bạn có thể nhờ tôi giúp. Vậy thì cô sẽ có như sau này. Nếu như mà cái mệnh đề này diễn hành động chưa xảy ra thì cô sẽ thấy được là mệnh đề trạng ngữ thời gian của cô không chia quá khứ được. Nên cô bỏ ý C có hết là quá khứ bỏ nhá. Dạ. Cô lại có quy tắc là mệnh đề trạng ngữ thời gian không chia thì tương lai đơn nên cô bỏ không chia thì tương lai cô bỏ ý D. Bỏ D bỏ B bỏ C rồi chỉ còn A và B thôi dịch nghĩa câu này nhá. Dạ. Cô có từ if là nếu như, cô có từ until là cho tới khi Vậy dịch là bạn có thể nhờ tôi giúp nếu như bạn có vấn đề gì đó Vậy thì với câu 6 này theo nghĩa cô chọn được ý A Sau câu xấu chuyển cô sang câu số 7 Trở với câu số 7 em sẽ căn cứ cho cô đằng sau cô có động từ là talk Là động từ quá khứ này, work cold, động từ quá khứ Trở đằng trước cô cũng là work, là quá khứ Vậy cô sẽ suy ra được là mình đề trạng ước thời gian của cô không thể chi hiện tại được Nên ý đề của cô chắc chắn sai, đúng chưa Thế vậy cô sẽ có như sau Bây giờ cô sẽ có cả ba anh của cô đều chia quá khứ Cả đem dịch nghĩa câu này cho cô thôi nhớ yeah, cô sẽ có như sau này Cô dịch là tôi đã nghĩ rằng Đúng không ạ Tên anh ta là như thế này Cho tới khi anh ta nói rằng tên anh ta là như thế kia Vậy thì cô sẽ chọn được câu 7 là ý đê Theo cách dịch Nhờ ăn thì là cho tới khi Quen là khi Nhờ yeah, moment là vào lúc chợ yeah, xong câu số 7 Chuyển cô sang câu số 8 Chờ yeah, với câu số 8 Chúng ta sẽ căn cứ cho cô như sau này Em sẽ căn cứ cho cô bằng cái động từ phía sau đó là go explaining là động từ chia quá khứ tiếp diễn. Vậy suy ra mệnh đề bên này cô không thể chia hiện tại được nên cô bỏ ý C trước đã, đúng không ạ? Tiếp này, cô sẽ thấy được là chủ ngữ của cô làm đây thì động từ của cô phải chia ở số nhiều nên ý B của cô cô là sai rồi. Nên cô đã bỏ được hai đáp án rồi nhá. Vậy cô sẽ chỉ còn A và D thôi dịch nghĩa câu này. Thì ở trong khi giáo viên đang giải thích cái hoạt động đấy thì họ lại đang nói chuyện. Vậy là hai hành động xảy ra song song đồng thời với nhau chia cùng một thì quá khứ tiếp diễn. Câu 8 cô chọn được ý A. Xong cô 8 chuyển cô sang câu số 9. Câu số 9 về đằng sau của cô chia tương lai suy ra hành động ấy chưa xảy ra. Hành động chưa xảy ra suy ra mệnh đề chẳng ngứa thời gian của cô không thể chia quá khứ được. Cô bỏ ý C. Đúng chưa ạ? Cô bỏ ý C đấy nhá. Thế này cô sẽ có là câu điều kiện không thể chia mệnh đề ít của cô không chia thì tương lai đơn được. Bỏ C. Chờ bỏ D. Vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc B mà thôi. Cho em nhớ cô tiếp hành động từ finish. Giờ động từ finish của chúng ta là hoàn thành nó sẽ không không có thì tiếp diễn đúng không? Hoàn thành là hoàn tất mà. Nó sẽ đi với các thì hoàn thành chứ không thì đi với thì tiếp diễn. Nên cô bỏ tiếp ý A. Giờ đồng phương loại trừ cô chọn được câu số 9 của chúng ta là ý B. Giờ cô 9 chuyển cô sang câu số 10. Em căn cứ cho cô bằng từ went là quá khứ suy ra hành động ấy đã xảy ra rồi thì mệnh đề trạng ngữ thời gian cô không thể chia thì hiện tại hay tương lai được cả đúng không? Không chia hiện tại được. Thì cô sẽ bỏ ý C với hiện tại hoàn thành. Mệnh đề trạng ngữ rằng cô không chia thì tương lai bỏ tiếp ý A. Vậy cô sẽ chỉ còn B và D mà thôi. nhở cô sẽ có như sau này. Chúng ta có cái quy tắc với before sẽ là như nào đấy ạ? Đó là mệnh đề sau before của chúng ta vấp sẽ chia thì quá khứ đơn. giờ mệnh đề còn lại vấp mới chia quá khứ hoàn thành cơ. Đúng không ạ? Vậy là nguyên tắc nhé. Vậy thì cô sẽ thấy được là sau before mà chia quá khứ hoàn thành lên ý D sai. Sau đó bằng phương pháp lại trừ cô chọn được câu số 10 là ý B. Xong câu số 10 chuyển cô sang câu số 11 tương tự như vậy. Em sẽ căn cứ cho cô bằng cái động từ rồi căn cứ cho cô bằng nguồn start. Giờ anh này cô là thì tương lai đơn. Chợ, nếu tương lai đơn tức là hành động chưa xảy ra, suy ra mạnh đề kia cô không thể chia quá khứ được. Chợ, cô sẽ thấy được là bốn đáp án của chúng ta không có anh nào quá khứ cả. Vậy cô sẽ xét tiếp này. Mệnh đề trạng ngữ thời gian cô không chia thì tương lai đơn. Bỏ ra, đúng chưa? Tiếp này. Cô sẽ có như sau, người ta dùng công thức là phải phải cộng với phân từ hai cơ. Vậy thì cô sẽ không chọn ý đê vì sai mất về thì rồi, đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau, cô để dịch nghĩa nhé dịch là thang máy sẽ không hoạt động nhợ cho tới khi bạn phải ấn cái cái bắt cái nút đó vậy thì cô sẽ chọn được câu 11 là ý b theo cách dịch xong câu 11 chuyển cô sang câu số 12 chờ mệnh đề bên kia của cô đang chia thì tương lai đơn suy ra mệnh đề chẳng ngữ thời gian cô không chia quá khứ được cô bỏ ý c cô bỏ ý b người ta đang chia quá khứ hoàn thành được chưa Thế này bây giờ cô sẽ có là ý a chuyện tại đơn ý c chuyện tại tiếp diễn và ý d của chúng ta chuyện tại đơn thì với câu này chúng ta nó đều thỏa mãn về thì cả dịch nghĩa cho cô này thì là cô ấy sẽ cho bọn trẻ ăn tối đúng không ạ thế này gì à? à cho tới khi anh ấy về nhà nếu mà chọn ý d phải là cho tới khi anh ấy về nhà thì cô ấy sẽ cho bạn trẻ ăn tối xong rồi cơ thì mới chọn ý d Do đó cô sẽ không chọn ý d ạ? Yeah ngay khi anh ấy về nhà là cô ấy sẽ cho bạn trẻ ăn tối Nếu chọn ý xe thì bạn phải dùng thì hiện tại đơn Nhưng Chứ không dùng thì hiện tại tiếp diễn như này Đúng không? Cái này nó không phải đang xảy ra gì cả Vậy bằng phân là trừ cô 12 cô chọn được kìa à? Trước khi anh ấy về nhà Chưa, gì? Cô ấy sẽ cho bạn trẻ ăn tối trước khi anh ấy về nhà Chờ Xong câu số 12 chuyển cho cô sang câu số 13 Chờ Câu số 13 bạn sẽ căn cứ cho anh này cô chia tương lai này cô có quy tắc là mệnh đề trạng ngữ thời gian của cô không chia thì tương lai cô bỏ được ý đây nhờ trợ cô dịch như sau dịch là anh ta sẽ cần phải cư xử tốt hơn Nhờ trợ gì là khi mà cho tới khi anh ấy sẽ đi học vậy thì cô sẽ thấy được là cái mệnh đề sau ăn thì của chúng ta không chia thì tương lai gần được bỏ ý à nhờ cô sẽ có như sau rồi dịch là cho tới khi anh ta đã đi học vậy thì cô sẽ thấy được là dịch như sau dịch là anh ta sẽ phải cư xử tốt hơn khi anh ấy đến trường nhá, khi anh ấy đến trường. Vậy thì dịch như vậy thì cô sẽ chọn được 13 của chúng ta là ý C. nhờ xong câu 13 chuyển cô sang câu 14 này. Với mệnh đề này của cô chia tương lai nên suy ra mệnh đề trạng ngữ thời gian cô không chia quá khứ được. Cô bỏ ý A với thì quá khứ tiếp diễn, bỏ ý C với thì quá khứ đơn, bỏ ý B với thì quá gần thành đúng không ạ? Do đó cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D nhá. Xong câu số 14 chuyển cô sang câu số 15 này cô căn cứ bằng y e going to stay của chúng ta là thì tương lai gần suy ra mệnh đề chẳng người gian cô không chia thì quá khứ được cô bỏ a bỏ c ngựa bỏ a bỏ c thì cô sẽ có như sau mệnh đề chẳng người gian cô lại không chia thì tương lai được bỏ tiếp b vậy cô chọn được câu số 15 của chúng ta là ý d đề. đề thi thật của bộ năm trước đúng không ạ nó sẽ dễ như từ câu số 14 trở đi này nhá tức là chúng ta chỉ cần cân xứng về sự phối thì thôi mình đã chọn đáp án rồi chứ không cần phải dịch câu xong câu 15, năm chuyển cô sang câu số 16 Câu 16 mệnh đề này của cô chia thì tương lai Suy ra mệnh đề chẳng ngữ thời gian của chúng ta không chia thì quá khứ Cô bỏ ý đề Đéo chạ Tiếp này cô sẽ thấy như sau Mệnh đề trắng ngữ thời gian cô không chia thì tương lai Bỏ C Vậy cô sẽ chỉ còn A và B mà thôi ừ, Nhạ thì cô sẽ có như sau sau cái từ ân thi này của chúng ta này người ta sẽ không chia thì tiếp diễn người ta sẽ chỉ thi chia thì đó là thì đơn hoặc thì hoàn thành thôi vậy thì cô sẽ bỏ lốt b từ đó cô chọn được câu 16 của chúng ta là ý a sau câu sáu chuyển cô sang câu 17 này Mệnh đề chính của chúng ta chia thì tương lai Suy ra mệnh đề trạng ngữ thời gian của cô không chia quá khứ được Cô bỏ ý C Đợi chưa ạ Thế này cô sẽ có với câu này cô sẽ dịch như sau này Dịch là khi mà tôi thành thạo tiếng Anh Thì tôi sẽ hoàn thành mọi cuốn sách giáo mọi à, tôi sẽ hoàn thành mọi bài tập trong sách giáo khoa à, trong trong sách của tôi đúng không ạ khi mà tôi master khi mà tôi thành thạo tiếng anh thì tôi sẽ hoàn thành mọi bài tập trong sách của mình Nhờ với cô sẽ có như sau Bây giờ chúng ta sẽ có như sau ấy. Ý đê cô, bắt đầu cô xét từng ý một nhé Ý đê này Trước khi tôi hoàn thành Nhờ trước khi tôi hoàn Trước khi tôi tôi đã thông thạo tiếng Anh thì tôi sẽ hoàn thành Vậy thì không phải, đúng không ạ? Thế này cô sẽ có như sau này Cô sẽ có là khi mà tôi thạo tiếng Anh rồi tôi sẽ hoàn thành Hành động xảy ra đối tiếp nhau trong tương lai Cô sẽ dùng thì tương lai đơn Đúng không ạ? Cô sẽ có như rồi Hành động xảy ra nối tiếp nhau trong tương lai, cô sẽ dùng cặp thì đó là quên cậu chủ ngữ cậu hệ đơn, mệnh đề học còn lại của chúng ta sẽ chia thì tương lai đơn. Nên cô sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý A. Giờ yeah. xong câu số 17 trở cô sang câu số 18. Trở với câu số 18 cô sẽ có câu này như sau. Trở với câu số 18 cô có như sau này. Em sẽ căn cứ cho cô ở đây của chúng ta là từ can't. Yeah. Vậy suy ra mệnh đề kia cô không chia quá khứ được nên cô sẽ bỏ ý B đã mệnh mình để ngữ thời gian cô không chia thì tương lai cô bỏ ý A. Chờ với cô sẽ có như sau với cái anh Arsenal của chúng ta không chia thì tương lai gần cô bỏ ý C. Do đó cô chọn được câu này của chúng ta là ý B. chợ xong câu số để chuyện cô sang câu số 19. Mệnh đề chính của cô đang chia thì tương lai đơn. Suy ra mệnh đề ngữ thời gian cô không chia quá khứ được cô bỏ ý C. Đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau dịch là tôi sẽ đợi đúng không? Tôi sẽ đứng đây để đợi với cùng với bạn. Đúng không ạ? cho tới khi xe buýt tới nhờ yeah. Vậy cô sẽ có như sau ý b của cô nếu như mà dùng là the bus thì động từ của cô phải là has nên ý b của cô sai nó dịch như sau ấy. tôi sẽ đứng ở đây đợi cùng với bạn cho tới khi xe buýt tới chứ không phải trước khi xe buýt tới vậy thì cô sẽ chọn được câu 19 là ý a à, theo cách dịch sau 19 chuyển cô sang câu số 20 Trở với câu số 20 căn cứ cho cô bằng động từ have là hiện tại Suy ra mệnh để chẳng người gian cô không chia quá khứ được Cô bỏ ý à. A yeah. Này Cô bỏ ý D Vậy cô sẽ chỉ còn B và C Mà cô bảo với em là tự ân thì của chúng ta không chia thì tiếp diễn Bỏ lút B Do đó 20 cô chọn được ý C Sau câu 20 chuyển cô sang câu 21 tương tự như vậy Em sẽ căn cứ cho cô bằng từ là động từ Vậy suy ra anh này cô đang trị hiện tại Suy ra mệnh đề chẳng ngữ thời gian không chia quá khứ được Cô bỏ ý A mệnh đề chẳng ngữ thời gian cô không chia thì tương lai được Bỏ D dạ, Giờ thế em cô sẽ có là sau after của chúng ta không thể dùng thì tiếp diễn được. After là sau khi mà đúng không ạ? Diễn tả hoàn thành chứ phải tiếp diễn. Do đó cô chỉ, còn mỗi ý B để chọn mà thôi yeah. Xong câu số 21 Chuyển cô sang câu số 22 Chuyển câu số hai cô sẽ có vế này Người ta chia thì tương lai hoàn thành yeah. Suy ra mệnh đề trạng ngữ gian cô không chia quá khứ được Ý B quá khứ đơn Ý D quá khứ hoàn thành Ý C quá khứ hoàn thành bỏ hết Vậy cô chọn được 22 là ý A Xong câu 22 chuyển cô sang câu 23 Tương tự như vậy vế này cô tương lai hoàn thành này Suy ra mệnh đề trạng ngữ gian của cô không chia quá khứ được Cô bỏ ý c với thì quá khuôn thành bỏ đúng chưa? Mình đề trạng ngữ thời gian cô không chia thì tương lai bỏ tiếp ý d vậy cô sẽ chỉ còn a và b mà thôi. Nhờ a và b cô sẽ có như sau. Dịch là vào lúc mà cái bản hợp đồng của anh ta với công ty hết hạn thì anh ấy đã làm việc ở đây được 15 năm. Vậy chúng ta sẽ chọn ý b theo cái quy tắc đó là by the time. Nhờ theo cái quy tắc đó là by the time cộng với chủ ngữ cộng với verb chia hiện tại đơn. Mệnh đề còn lại chủ ngữ cộng với verb chia thì tương lai hoàn thành. Sau câu 23 chuyển cô sang câu số 24. Với câu số 24 em căn cứ cho cô mệnh đề là chia thì tương lai hoàn thành. Sự ra mệnh đề ngữ thời gian của cô chúng ta không thể chia quá khứ được. Cô bỏ ý B, quá khứ hoàn thành. Bỏ ý C với thì quá khứ đơn. Đấy là cô chưa cần xét ý nghĩa của nó, đúng không ạ? Mệnh đề ngữ thời gian của chúng ta không chia thì tương lai, bỏ tiếp ý A để cô chọn được ý B. Nhớ vậy câu này chắc chắn là các bạn sẽ phải lấy điểm với câu này. Sau câu 24 chuyển cô sang câu 25 mệnh đề bên kia của chúng ta chia thì tương lai hoàn thành suy ra mệnh đề chẳng thời gian của chúng ta không chia quá khứ được bỏ a bỏ b đúng không ạ bỏ a bỏ b nhá vậy cô sẽ chỉ còn c và d nhớ c và d thì cô sẽ có như sau giờ cô sẽ có như sau dịch là khi mà anh ta đã tốt nghiệp giờ khi mà anh ấy đã tốt nghiệp đại học thì anh ta đã Đúng không? Thì anh ta đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh được 4 năm. Vậy cô sẽ thấy được như sau này, cái vế đằng sau của cô người ta dùng thì tương lai hoàn thành rồi. Thì cái vế bên này cô sẽ không thể dùng thì hoàn thành được nữa. Đấy là về nguyên tắc, đúng không ạ? Vì thì hoàn thành sẽ diễn tả hành động xảy ra xong trước một hành động khác mà. đúng không ạ? Thì cô sẽ có bởi vì thì tương lai hoàn thành diễn tả một hành động sẽ xảy ra xong trước một hành động khác trong tương lai. Nên là cô sẽ không chọn ý D được. Do đó bằng phương lại trừ cô chọn được câu 35 của chúng ta là ý B. trở xong câu 35 chuyển cô sang câu, xong câu 25 chuyển cô sang câu 26. Cũng căn cứ cho cô mệnh đề chẳng ngữ mệnh đề chính của cô chia thì tương lai hoàn thành. Thì mệnh đề chẳng ngữ thời gian của chúng ta không chia quá khứ được Cô bỏ C, đúng chưa ạ? Tiếp này cô sẽ có như sau Câu dịch là ở đây của cô là mệnh đề chặn mệnh đề chính của cô chia thì tương lai hoàn thành thì suy ra mệnh đề chẳng người gian của chúng ta sẽ không dùng thì hoàn thành nữa nên cô bỏ ý a. Chưa bây dịch là giám đốc sẽ đúng không ạ? Sẽ sẽ điểm danh nhân viên trước khi cuộc họp bắt đầu. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số hai dấu của chúng ta là ý B. Tại sao không chọn ý D? Không thể dịch là giám đốc sẽ kiểm tra nhân kiểm tra giám đốc sẽ kiểm tra sẽ điểm danh nhân viên trong khi cuộc họp đang bắt đầu được không phải đúng không ạ dịch nghĩa nó không ok xong 26 chuyện cô sang câu số 27 mệnh đề chính của cô chia thì tương lai hoàn thành suy ra mệnh đề chẳng ngữ thời gian của chúng ta không chia quá khứ được cô bỏ ý a bỏ ý b bỏ ý c đúng chưa mệnh đề chẳng ngữ thời gian chúng ta không chia thì tương lai bỏ b do đó cô chọn được 27 của chúng ta là ý d sau câu số 27 chuyển cho cô sang câu số 28 mươi trở với câu 28 mệnh đề chính của chúng ta chia thì tương lai hoàn thành cũng tương tự chúng ta sẽ loại được như vậy mình để trạng ngữ chỉ gian của chúng ta không thể chia quá khứ được bỏ a. Chứ không không thể chia quá khứ thành được bỏ d. Mình để trạng ngữ thời gian không chia thì tương lai bỏ b. Vậy bằng phương loại trừ chỉ còn mỗi ý c thỏa mãn thôi nhá. Đề thi thật của em sẽ như cái câu này của chúng ta này, đúng không? Như cái đoạn sau mà cô chữa nhá. Như là nếu như mà, nếu như mà theo đúng thể đề thi thật của các năm trước thì chúng ta chỉ cần dùng cái nguyên tắc về sự phối thì em đã bỏ được hết ba đáp án rồi. Chợ tương tự như vậy với câu 29 của chúng ta cũng vậy vậy cô sẽ có là mệnh đề chính chia thì tương lai hoàn thành Mệnh đề trạng ngữ thời gian không chia quá khứ được Bỏ ý A với thì quá khứ đơn Đúng chưa Mệnh đề trạng ngữ thời gian không chia thì tương lai Bỏ B Đúng chưa Bây giờ cô dịch như sau này Dịch là vào lúc mà chúng tôi tới cái thành phố gần nhất Thì chúng tôi đã lái xe trong suốt 5 ngày liên tục Vậy đây cô sẽ chọn được câu đấy sẽ là ý C Với cái quy tắc là By the time cậu chủ ngữ cộng bất viện tới đơn Mệnh đề còn lại của chúng ta chia tương lai hoàn thành Sau ngay chín triệu cô sẽ câu 30 Cũng tương tự như vậy Chợ, mệnh đề chính của chúng ta chia thì tương lai hoàn thành Thì mệnh đề chẳng ngữ thời gian của chúng ta không chia quá khứ được bỏ B chưa? không chia quá khứ được bỏ A Mệnh đề chẳng ước thời gian không chia thì tương lai bỏ D Vậy thì chúng ta chỉ còn ý C để chọn mà thôi Nghĩa cô sẽ tủ như sau này Cái phần này này Nghĩa cái phần đoạn đầu ấy là cô sẽ cho gọi là Đề phòng bộ bẻ lái chúng ta sẽ học khó hơn một xíu Thế còn nếu mà tủ ấy Thì sẽ bắt đầu tủ từ cái câu sau này Đúng chưa? nếu mà bắt đầu tủ thì chúng ta sẽ tủ từ cái câu Nhờ chúng ta sẽ tủ bắt đầu từ cái câu 14 trở đi nhá bốn trở đi chúng ta chỉ cần áp dụng cho cô hai quy tắc Chốt lại vấn đề như sau này Để làm được cái phần chuyên đề về sự về mệnh đề, mệnh đề trạng ngữ này bạn sẽ quan tâm cho cô đầu tiên là em sẽ xem cho cô xem nó về cái sự phối thì nó có cân xứng nhau không đã đúng không ạ sự phối thì em sẽ làm cái cách mà lược bỏ như cô vừa bảo với em sự phối thì em quan tâm cho cô như sau này mệnh đề trạng ngữ thời gian của chúng ta chia quá khứ thì suy ra là hành động đã xảy ra rồi thì đầu từ bên kia của chúng ta cũng phải chia thì quá khứ đúng không ạ còn mệnh đề trạng ngữ thời gian, mệnh đề mệnh đề trạng ngữ thời gian của chúng ta mà chỉ hiện tại, sự ra hành động chưa xảy ra, hành động chưa xảy ra thì sự ra là động từ bên kia của chúng ta sẽ chia hiện tại hoặc tương lai nhé. Yeah. Và còn một cái nguyên tắc về sự phối thì nữa đó là mệnh đề trạng ngữ thời gian của chúng ta không chia thì tương lai. Ở ờ, chưa? Sau khi chúng ta xét sự phối thì chúng ta loại bớt đáp án xong. nếu như còn đáp án 50 50 chúng ta sẽ có hoặc là chúng sau khi chúng ta loại trừ xong thì chúng ta sẽ xét đến nghĩa của câu, chọn cho cô một cái 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 phương án nào mà nó phù hợp nhất với ngữ cảnh của câu nhé.